Xin chào các bạn. Đây là mẫu nhà cấp 4, mái giả thái mà mình mới vừa thiết kế. Ngôi nhà này có diện tích là ngang là 5m. Chiều dài của ngôi nhà này là tầm 18m. Thì ngôi nhà này bao gồm một phòng khách, hai phòng ngủ và một khu bếp, một nhà vệ sinh. Đây là phần mái giả thái thì mình có kẻ những cái đường chỉ để mà tạo thẩm mỹ. Đây là chi tiết của mình trang trí. Phần seno thì cao tầm 4 tấc rưỡi. Nó nhô ra phía trước là tầm 2m8. Ngôi nhà này thì có hai cửa vào. Đây là cửa chính, đây là cửa phụ. Cửa này thì cao tầm 2m8. Cửa bên đây cũng như thế, cao tầm 2m8. Phía dưới này thì có cửa sổ. Cửa sổ này cao tầm 2m. Từ dưới mặt đất lên là cao tầm 2m8. Phía mặt trước thì có ốp gạch này, gạch thẻ, gạch giả đá. Phía bên đây thì có một cái bức tranh để trang trí tranh phong cảnh. Toàn bộ ngôi nhà này thì được lót gạch men. Trần của ngôi nhà này thì là trần nhựa. Xung quanh tường bao của ngôi nhà này thì được kẻ chỉ để tăng cái độ thẩm mỹ. Phía trên đây là phần mái của ngôi nhà này. Mái nhà thì lợp tôn thông thường thôi. Phía mặt sau ngôi nhà này thì cũng có một cái seno nhỏ đó, để tránh nước mưa nó bắn ra ngoài. Đây là hệ xà gầu của ngôi nhà. Đây là các phòng. Thì phía trước là phòng khách. Phòng khách thì bố trí một cái tủ tivi. Hai bộ ghế sofa, một cái bàn. Bên đây thì bố trí một cái bàn học. Tiếp đến là phòng ngủ. Phòng ngủ thì có diện tích là tầm 11m2. Ngang là 3m1. Cạnh này là 3m3. Thì được bố trí có thể là một cái giường, một cái tủ quần áo. Ở đây thì có thể bố trí thêm một cái bàn học ở đây.
phòng ngủ thứ hai thì cũng giống như phòng ngủ thứ nhất. Ngôi nhà này thì có cái hành lang là rộng tầm 1,4 m. Hành lang này đủ để thông thoáng. Biết sao ngôi nhà này lại đó là cái gian bếp. Đây là một cái tủ bếp. Đây là có cái tủ lạnh. Cái này là một cái máy nước nóng lạnh. Tiếp đến là một cái nhà vệ sinh. Nhà vệ sinh này thì rộng tầm 1,25 m. Đến bên đây thì có thể bố trí cái dầu nước để mà mình giặt giũ đâu. Phía sau ngôi nhà này thì tới cái bậc tam cấp phía sau. Đây thì có một cái chỗ để mà trồng hoa, trồng bông rồi đó. Sau ngôi nhà này thì bố trí một cái cửa, cửa sắt để cho nó an toàn. Rồi mình sẽ nhìn tổng thể của ngôi nhà này. Thì mọi ý kiến đóng góp thì xin các bạn hãy để lại bình luận bên dưới để mình ngày càng hoàn thiện hơn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.